Và chiều nay tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự lễ hạ thủy và gắn biển công trình giàn khoan tự nâng 90 mét nước và giàn khoan khai thác khí mỏ Mộc Tinh. Đây là những dự án lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế xã hội và an ninh quốc gia. Giàn khoan tự nâng 90 mét nước là công trình cơ khí trọng điểm quốc gia, lần đầu tiên được chế tạo tại Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, đơn vị thành viên của tập đoàn làm tổng thầu EPC. Giàn khoan có trọng lượng xấp xỉ 12.000 tấn, hoạt động ở độ sâu tới 90 mét nước và có khoan đến chiều sâu hơn 6 km. Theo dự kiến, giàn khoan sẽ được bàn giao cho xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietso Petro vào quý 1 năm 2012, về đích trước 2 tháng. Sự kiện này đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới chế tạo giàn khoan tự nâng. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan, đánh giá cao sự lớn mạnh của Tập đoàn Dầu khí từ khâu khai thác, chế biến đến phân phối và xuất nhập khẩu. Chủ tịch nước nhấn mạnh sự kiện ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng trong chiến lược trở thành tập đoàn hàng đầu quốc gia của ngành dầu khí, đồng thời cũng là sự đóng góp có ý nghĩa vào việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11. Phát huy thành quả và kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu để triển khai các dự án sửa chữa, đóng mới các giàn khoan tự nâng tiếp theo. Phát huy tối đa nguồn lực tiềm tàng của ngành, nâng dần tỷ lệ nội địa hóa trong một số loại hình dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật và công nghệ cao, góp phần giảm nhập siêu cho nền kinh tế theo đúng quan điểm chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đã được Bộ Chính trị chỉ đạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11, tập trung vào những ngành, những lĩnh vực chính, then chốt, xây dựng tập đoàn trở thành đơn vị kinh tế hàng đầu của đất nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng mua giàn khoan 90 mét nước giữa Liên doanh Vietso Petro với Tập đoàn Dầu khí, lễ ký thỏa thuận ghi nhớ đóng mới giàn khoan thứ hai và lễ ký bàn giao chính thức tàu chứa xuất dầu thô FSO5 giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí với Liên doanh Vietso Petro. Nhân dịp này, một số tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong ngày, Chủ tịch nước đã cắt băng hạ thủy và gắn biển công trình giàn khai thác khí mỏ Mộc Tinh. Đây cũng là một công trình có tính chất phức tạp về công nghệ chế tạo, khẳng định sự trưởng thành của tập thể cán bộ, kỹ sư và công nhân viên ngành dầu khí.